Chào tất cả các anh em, rất vui được gặp lại anh em. Hôm nay mình giới thiệu anh em một cái cách để sạc cái pin lithium ion này 18650. Một cái cách sạc rất là đơn giản, dùng bằng cái cục sạc điện thoại đang có của anh em này, dây sạc đang có này. Anh em chỉ việc cắt ra nối thêm cái diode rồi kẹp dây dương vào, kẹp dây âm vào cục pin. Chỉ có cái đồng hồ này là mình tự chế để cho có thể nhìn thấy được cái vôn đang sạc và dòng đang sạc là 1A này. Còn anh em nếu không có thì sẽ thực hành như thế này nha. Cắm thẳng vào cái này luôn. Anh em sẽ cắm thẳng vào cái cục sạc luôn. Sau đó sẽ tiến hành rơ cái này. Lấy tay rơ cái này sẽ thấy nóng, rất nóng luôn á. Nóng luôn anh em ơi, nóng phòng tay luôn đó, tại vì nó dòng đây nó quá là 1A là gây tỏa nhiệt cái này á. Chính nhờ nóng anh em có thể phát hiện được là pin nó đang được sạc, cho nên là mình yên tâm. Còn bản thân mình thì có sáng chế ra cái đồng hồ này thì mình kiểm soát là nó dễ dàng hơn. Cái hộp này mình tự làm này, cái công tắc này là động mở nguồn cho cái đồng hồ anh em à. Pin này á, là 3,7V của điện thoại mình lấy để nuôi cái đồng hồ này. Hai dây này là dây đầu vào của sạc, cổng USB này là để mình cắm vào cái đuôi này cho nó tiện lợi thôi. Sau khi cắm vào thì có thể đo được 5,4V là điện ra từ cái cục sạc này. Sau đó mình sẽ cắm cái dây sạc vào đây là nó sẽ báo dòng sạc 0,65, điện áp bây giờ là có giảm một tí là 5,2. Nhưng mình mở này ra cho anh em coi là dòng sạc này trở về không nha, trở về không rồi đó. Bây giờ mình kẹp dương vào cực dương của viên pin này. Cực dương á, anh em nhớ là kẹp cho đúng á, là lên 0,68. À, trường hợp anh em muốn nhanh thật là nhanh thì sạc thẳng luôn cái dây màu đỏ này 5V vào cái này luôn và sẽ thấy dòng này, dòng lớn không, 1,3A này, mình thả ra nha, dòng lớn không, 1,3A luôn. Sạc nhanh như vậy là rất là có hại cho pin, nhưng mà được cái là giải quyết nhanh gọn, máu đầy viên pin. Khi anh em thả cái này ra nên sạc qua một cái diode này để cái dòng sạc vừa phải. Cái diode này có tác dụng là giảm 0,7V, từ 5V của dây sạc này nó giảm xuống còn khoảng 4,2V để giúp cho cái quy trình sạc nó đúng cái chuẩn 4,2V khi đầy của viên pin này, để giúp cho mình dễ biết là nó pin đầy và an toàn anh em ạ. Cho nên anh em nhớ làm như vậy cho nó đúng chuẩn nha. Thì bây giờ hôm nay là mình sẽ giới thiệu cái cách để anh em là ứng xử cho nó trong những cái tình huống mà khẩn cấp. Thì anh em cứ làm giống như mình là sẽ giải quyết được nhiều vấn đề. Còn bây giờ luôn tiền hôm nay mình có cái đồ chế này á, là mình sẽ thử luôn cho anh em xem là tắt nguồn này, mở nguồn này. Cái trong này là mình có chế hai cái cổng USB ra để sạc, để dùng cái này, hoặc là mình để dùng cái điện thoại sạc cho điện thoại thường ngày của mình. Còn hai que này là để đo bất kỳ cái vôn nào mà mình cần đo nha. Ví dụ bây giờ mình đã sạc đầy viên pin rồi nha, thì mình đo thử xem nó bao nhiêu vôn, rồi mình kẹp vào âm dương 4,2V đầy rồi anh em này. Cái viên pin này là nó đầy rồi đó. Thế đó, trong tình huống mà mình sắm cái này là nó rất là tiện lợi, di chuyển tiện lợi và đo gì cũng được, nó rất là thoải mái. Còn đo cái cổng sạc này á, thì mình chỉ kẹp có âm và dương thôi. Anh em kẹp cho đúng là nó sẽ đó 5,4V ha. Bây giờ để chứng tỏ cho anh em thấy là mình sẽ sạc thử cái điện thoại xem sao nha.
mình sạc sự một cái điện thoại. Bây giờ mình lấy cái dây này cắm vào này, mình sẽ dùng cái điện thoại này cắm thử. À, rồi ăn dòng điện thoại đã bảo đang sạc, dòng cũng phải 9A. Bây giờ điện thoại nó bảo là đang sạc nha. Đang sạc 71%. Đó, nó bảo này. Đang sạc 71%. Đó, vậy hôm nay là mình muốn giới thiệu rõ ràng anh em cái cách để anh em sạc và quản lý được cái dòng này. Thì trong tình huống mà khẩn cấp á, thì anh em có thể làm giống mình. Còn nếu như mà chúng ta có nhiều thời gian, có đầy đủ thiết bị thì nên lắp vào đây một cái bo quản lý sạc. Mua ở trên mạng cũng có, nó bán cũng rẻ thôi. Thì cái dây này sẽ cấu qua cái mặt quản lý sạc nữa. Dây này sẽ cấu qua qua mặt quản lý sạc. Sau đó mặt quản lý sạc sẽ phân phối điện cho viên pin này. Và nó tự ngắt khi đầy. Còn bây giờ mình làm như thế này á, là nó giảm dần cái dòng sạc cho tới khi nào mà về 0.00. Pin đầy là nó về 0.00 ampere. Nó tự về, nó cũng tự ngắt, nhưng mà quy trình sạc này nó chậm. Nó chậm. Thành ra là cái cách sạc này chỉ ứng dụng khi mà anh em là đi ra ngoài hoặc là khẩn cấp, không có gì để mà làm cho viên pin nó đầy để phục vụ tiếp thì anh em mới làm giống mình nha. Còn cái tình huống mà anh em muốn sạc nhanh nhanh đầy thì anh em chỉ bỏ băng qua cái dây màu đỏ này, chạm vào đây luôn. Đó, dòng bây giờ là 1.3A, nó lên rất cao. Rồi bây giờ hôm nay là video này mình sẽ xin dừng ở đây. Đã giới thiệu cho anh em cái cách rất là nhanh để mà sạc cái pin này. Và cùng với cách này anh em có thể sạc cho những cái pin của điện thoại. Pin của điện thoại á. Pin của điện thoại này này anh em lấy ra cũng sạc giống như vậy, cũng kẹp vào âm dương. Rồi chúc anh em làm thành công giống mình nha. Rồi chào tạm biệt anh em. Anh em nhớ like và subscribe để ủng hộ mình cho những video tiếp theo mình tích cực hơn nha. Chào anh em.